Phim được thuyết minh bởi Yoyo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 2. Anh muốn làm gì? Đừng mà. Ai kêu cô dừng lại? Tiếp tục hát. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Anh thả tôi ra. Đứng lại. Nếu cô rời khỏi mà không có sự đồng ý của tôi thì tôi sẽ đánh chết cô gái kia. Cô nên chăm sóc tốt cho cô ta đi. Tôi hy vọng ngày mai cô ta có đầy đủ tinh thần đến tiếp nhận sự chinh phục của tôi. Nhớ cho kỹ. Vâng. Lão Dương đồng chí hy sinh rồi. Bây giờ ngay cả người chúng ta phải cứu, hình dạng thế nào cũng không biết được. Sự thật là không biết người này sẽ có kết cục thế nào đây. Vậy cũng phải cứu. Đây là lệnh mà cấp trên truyền xuống. Cô trách tôi sao? Cô hoàn toàn có cơ hội cứu anh ấy. Đảng Cộng sản viên từ lúc bắt đầu đi trên con đường này đã chuẩn bị, lúc nào cũng phải làm tốt hiến thân vì cách mạng. Nhưng anh ấy là chiến hữu của các cô. Sao cô lại không cứu anh ta? Cô tưởng rằng tôi nhìn chiến hữu của mình hy sinh, trong lòng tôi sẽ yên ổn sao? Nhưng nếu tôi đem những chuyện bọn giặc muốn biết nói cho bọn chúng thì sẽ càng có nhiều đồng chí và chiến hữu của tôi vì chuyện đó mà hy sinh. Tôi cũng sẽ trở thành tội nhân của cả dân tộc. Tôi nói như vậy cô có hiểu không? Bọn chúng là ma quỷ. Cô đồ Hán gian, bỏ tôi ra, bỏ cô ấy ra. Cô muốn cứu Hán gian hả? Tránh qua một bên. Ai kêu cô mật báo? Cô bỏ tôi ra, bóp chết cô. Thả tôi ra, tôi bóp chết cô. Tôi có thể đưa cô đi trốn. Đừng nghe cô ta lại muốn lừa chúng ta đó. Cô muốn lừa chúng tôi mới là thật. Là thật, tôi có thể đưa các cô đi trốn. Hãy tin tôi. Lừa gạt, chúng tôi căn bản không có khả năng để chạy trốn. Hãy tin tôi đi. Nghe cô ta nói đi. Phòng này của chúng ta mặc dù đã bị khóa, nhưng vách tường của căn phòng này lại không bền. Chỉ cần chúng ta phá tường là có thể ra khỏi phòng rồi. Cô tưởng chúng tôi là tên ngốc hay tưởng bọn giặc là tên ngốc? Cô xem thử bên ngoài có nhiều tay sai canh gác như vậy, bọn chúng có thể đứng im nhìn cô phá tường à? Các cô nhìn đi, trong đây là cái vách này, Chỉ cần phá vỡ nó xuống là được rồi. Nếu là mấy ngày trước thì còn có thể, nhưng bây giờ ở đó đã có người rồi. Cô không sợ bọn họ cũng giống như cô mật báo với bọn Nhật hả? Tôi biết cô Anna đó. Cô ấy là người tốt. Cho dù cô ấy có thấy chúng ta rời khỏi, cũng sẽ không bán đứng chúng ta đâu. Đừng mà! Thả tôi ra! Nhanh lên! Các cô muốn bỏ trốn. Những người khác đâu? Họ không dám đi. Nhóm nữ nhân đó đều bị dọa ngốc rồi, không có gan phản kháng, không dám lấy mạng ra đùa. Chúng ta đợi chết trong tay mấy tên giặc đó đi. Các cô không sợ có người mật báo với bọn Nhật sao? Lúc đầu thì sợ, nhưng kết cục của Phùng Lệ Lệ hôm nay đã cho bọn họ một lời cảnh tỉnh rất tốt. Ở trong mắt của bọn giặc đó, chúng ta không bằng một con chó. Không cần phải hỏi này hỏi kia nữa. Tôi biết cô là đảng Cộng sản. Cô chính là Anna. Lời cầu nguyện của các cô chúng tôi đều nghe thấy hết rồi. Chúng tôi tin các cô nên mới dám trực tiếp qua đây. Nếu có gan đi cùng với chúng tôi, các cô có nắm chắc được không? Cũng phải được một phen rồi. Vì để rời khỏi nơi này, tôi có gì mà không dám làm chứ? Cho dù là bán đứng người tốt sao? Vậy thì đã sao? Hại người lợi ta, tôi cũng không có gì phải che giấu nữa. Tôi chính là muốn rời khỏi nơi này. Chỉ cần có thể sống, chỉ cần có thể ra ngoài, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Tôi nói cô biết không dễ như vậy đâu. Vì tôi và Yamagata trông coi nơi này rất nghiêm ngặt. E là chúng ta không có cơ hội rời khỏi nơi này. Nhỏ tiếng chút. Cô muốn gọi bọn giặc đến à? Chỉ có một tên quỷ tử thôi. Chúng ta có thể giết chết hắn. Đúng, giết chết hắn. Chúng ta giết chết hắn. Cô làm gì vậy? Anna, tôi biết cô là người tốt. Là người tốt có thể trị bệnh cứu người. Già trẻ lớn bé của Hắc Sơn Trại đều biết trái tim của lương thiện là Bồ Tát sống. Tôi biết cô nhìn tôi không vừa mắt. Với mấy người chúng tôi cũng không có giao tình gì. Nhưng mà ngày kia chúng tôi sẽ bị quỷ tử đưa đi làm gái giảy khuây trong quân đội. Đó thật sự còn đáng sợ hơn cái chết nữa. Anna, cầu xin cô cứu chúng tôi, có được không? Xin hãy cứu chúng tôi. Nhưng tôi làm sao cứu các cô? Bản thân tôi cũng bị nhốt ở đây, tôi cũng không ra ngoài được. Cô và chúng tôi giống nhau. Cô là bác sĩ mà bọn giặc tìm đến, bọn chúng sẽ không đề phòng cô đâu. Chỉ cần cô gọi tên lính canh kia vào đây. Sau đó... Tiêu Quốc Hoa. Anna, cầu xin cô đấy. Chúng tôi không còn đường lui nào khác nữa. Không còn cách nào nữa rồi. Sáng ngày mai, bọn quỷ tử chắc chắn sẽ phát hiện ra cái lỗ đó. Đến lúc đó kết cục của chúng tôi vào ngày mai cũng giống như Lão Dương vậy. Chúng tôi sẽ bị treo chết ở đó. Anna, cầu xin cô đấy. Xin hãy cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi đi, chúng tôi không muốn chết. Anna, cầu xin cô đấy. Xin cô hãy nghĩ cách cứu chúng tôi. Chúng tôi thật sự không muốn chết đâu Anna. Sao vậy? Thời gian đến rồi. Cái gì mà thời gian đến rồi? Tôi muốn đi xem tình hình của AB một lúc. Được, tôi biết rồi. Vậy cô đi đi. Tôi không nhớ phòng của AB ở đâu. Anh có thể dẫn tôi qua đó không? Bên này. Các cô còn ngay ra đó làm gì? Cửa bị khóa rồi, không mở được. Đi cửa sổ. Mau. Không mở được, dùng lực một chút. Nào. Nhanh lên. Nào. Cô không đi chung với chúng tôi à? Tôi sẽ liên lụy các cô. Mau đi, mau đi. Mau, đi thôi. Anh có thể đợi tôi một chút không? Tôi có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của anh. Sẽ nhanh thôi. Cảm ơn. Vậy được, cô làm nhanh đi. Tôi chỉ có thể giúp đỡ các cô bấy nhiêu. Nhanh lên. Mau đi. Nhanh. Qua đây. Làm sao đây? Chó. Chó. chuyện gì vậy? Cô Anna kiểm tra cho Trung Quý AB ở trong. Sao cô lại ở đây? Tôi có chút không yên tâm về cậu ấy. Qua đây xem tình hình một chút. Cậu ấy sao rồi? Rất tốt. Tốt hơn dự tính của tôi rất nhiều. Tôi phải quay về rồi. Đi. Mau, mau. Sao báo động lại vang lên vậy? Đây đều có thể là quỷ tử phát hiện rồi. Đừng làm gì cả, cứ xem thử rồi nói. Đang đi về hướng chúng ta kìa, đừng nói chuyện. Dưới sự quản lý của tôi, việc chạy trốn là không thể. Không ai có được vận may này. Bất luận là phản kháng gì, cũng đều phải trả giá. Có thể nghe rõ bên trong nói gì không? Không nghe rõ. Để tôi tiến gần thêm chút nữa. Đừng lại gần quá. Cậu tưởng là nhà cậu đấy à? Đây có phải là người của chúng ta không? Không thể nào. Chắc chắn là có người muốn chạy trốn. Tôi đi đến gần đó xem thử. Đừng manh động. Vậy cái gì? Có gì quay về rồi nói. Mã Can Tử, lui. Đều tại tôi. Nếu tôi có thể kéo dài thêm chút nữa, vậy thì mấy người bọn họ đã có cơ hội chạy thoát rồi. Cô không cần tự trách. Bọn họ không thành công, chuyện này không thể trách cô được. Cô đã cố hết sức rồi. Đội trưởng, bọn họ, yên tâm. Tôi sẽ không giết chết bọn chúng. Đây là trừng phạt bọn chúng đáng phải chịu. Đội trưởng, ý tôi là ngày kia là phải đem họ đi rồi. Nếu như bị thương quá nặng. Tôi biết bọn chúng là vật kèm theo của quân đội đế quốc. Đánh xong rồi thì nhốt lại. Chuyện còn lại giao cho cậu. Lúc cô đi thăm AB, cái lỗ này đã xuất hiện chưa? Không có. Không có. Khốn kiếp. Không sao chứ. Đây là lần thứ hai rồi đấy cô Anna. Lòng tốt của tôi có giới hạn. Tôi tưởng rằng cô đã nhớ lần giáo huấn trước rồi chứ. Đừng có ức hiếp cô ấy. Xem ra cô đã phục hồi rồi. Tôi thật sự rất bái phục sự cố chấp của anh. Anh lãng phí quá nhiều thời gian trên người tôi rồi. Tính hài hước của cô dùng sai chỗ rồi. Ngoại trừ chọc tức tôi, căn bản không giúp được cô ta. Đây là lần cuối cùng tôi không truy cứu. Vì lý do cô gạt đứng canh là quan tâm đến sức khỏe của AB. Nhớ kỹ, cô chỉ cần làm tốt việc mà bản thân cô cần làm ở đây. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu thẩm vấn lần nữa. Quý trọng buổi tối tốt đẹp này đi. Không sao chứ. Cô thật sự rất dũng cảm. Bọn họ sẽ bị đưa đi làm gái giãy quay trong quân đội sao? Đúng như những gì cô đã nhìn thấy. Bọn chúng xâm lược đất nước chúng ta, hại chết đồng bào chúng ta, còn bắt các chị em chúng ta làm gái giãy quay. Nhưng tôi không thể làm gì cả. Ít nhất thì họ vẫn có thể sống tiếp. Sống sót đối với bọn họ mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Cô không sợ sao? Sợ cái gì? Yamagata, thẩm vấn, còn có chết. Tôi sợ. Ai mà không sợ chết chứ. Nhưng mà có một số chuyện còn đáng sợ hơn là chết. Đáng sợ hơn cái chết. Có chuyện gì đáng sợ hơn cái chết chứ? Trở thành kẻ mất nước. Có thể đến lúc đó ngay cả bản thân cũng không nhận ra nữa. Muộn rồi, ngủ đi. Hoa tươi tháng năm nở khắp cánh đồng. Hoa tươi che kín máu tươi của chiến sĩ. Vì để đổi lấy việc cứu dân tộc sắp suy tàn, bọn họ đã từng ngoan cường kháng Nhật không nghỉ. Lão Trương, tình hình sao rồi? Sao tôi lại nghe thấy tiếng báo động vậy? Là trong trại lao công có người chạy trốn. Lão Châu gan nhỏ quá. Anh ấy có chết cũng không tiến về phía trước. Can tử, anh ấy cho dù có thể nghe hiểu lời bọn giặc, anh ấy nghe không được cũng phí công. Được rồi, cậu nhiều chuyện quá. Sau này còn không nghe mệnh lệnh thì tôi sẽ xử lý cậu. Lão Trương, tình hình tối nay có chút không đúng. Mỗi lần trong trại lao công có người chạy ra, Yamagata đều nhân cơ hội đó ra ngoài săn bắn người. Lần này thì không. Hắn chỉ bắt người ngang trong lưới sắt. Ai vậy? Nghe tiếng thì là phụ nữ. Hơn nữa còn không ít. Phụ nữ? Đây là ý gì đây? Những người phụ nữ đó không tình nguyện đi làm gái giãy quay. Bọn giặc đáng chết. Lão Dương đồng chí hy sinh rồi. Chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với bên trong. Vậy tối mai có tiếp tục hành động không? Đúng đó, Lão Dương này cũng lộ rồi. Yamagata này có nghi ngờ không? Đồng chí ở bên trong là người duy nhất biết địa điểm giấu thuốc. Lượng dược phẩm này quan trọng như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Vậy nên nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành. Dựa theo tình báo Lão Dương đưa cho tôi, ngày kia bọn giặc sẽ chuyển cô ấy đi. Hết thời gian rồi. Thế này đi, tôi đi xin chỉ thị với cấp trên. Ở đây giao cho anh. Được. Anna, cô có thể giúp tôi một chuyện không? Nói đi. Cô giúp tôi dán lên bản cáo thị của sở bưu chính trên trơn, để lại một lời nhắn. Lời nhắn gì? Nói là đứa con của nhà chú ba bị chứng nhiệt, bị truyền nhiễm, đã bị đưa đi rồi. Đứa con của nhà chú ba bị chứng nhiệt sẽ truyền nhiễm, đã bị đưa đi rồi. Nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi. Cảm ơn cô. Đại pháo, sao vậy? Người phụ nữ đó sao vậy? Là Anna. Cô ấy là Lan Trung, có thể tùy ý ra vào trại công nhân. Cậu không phải là nghĩ sẽ để cô ấy đưa tin vào bên trong chứ? Có tiến bộ. Hai cậu thì thầm giới dẫn gì đó vậy? Đội trưởng, đó không phải là Na gì đó sao? Anna. Cái tên mặc áo đen đội nón đen đó, tôi nhìn thấy rồi. Nhìn cô ấy nãy giờ rồi. Đây là ý gì vậy chứ? Chỉ có lão Trương mới hiểu thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cô ấy có người theo đuôi phía sau, có cần nhắc nhở cô ấy chút không? Đúng rồi, Mã Căn Tự nói cô ấy có thể giúp chúng ta đưa tin vào bên trong. Đúng vậy. Căn Tử, cậu trong nhà, tôi đi với Đại Pháo xem thử. Đi. Anna, con đang làm gì vậy? Thuốc cầm máu với thuốc sắt. Con muốn làm gì? Hôm nay Tô Nhã lại bị mang đi thẩm vấn rồi. Đoán chừng lại thương tích đầy mình. Ta biết con trước giờ là đứa trẻ lương thiện. Ta cũng biết cô gái đó cần giúp đỡ. Nhưng con giúp không nổi đâu. Chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Vì con nên làm bây giờ là thu xếp hành lý của con, tạm biệt bạn bè của con. Ta không hy vọng con tham gia vào chuyện này. Nhưng cô ấy bị thương rồi. Cô ấy lần trước đã bị cảm. Đây là chiến tranh. Con lo được hôm nay, nhưng ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Cách làm của con mấy ngày nay đã đắc tội lớn với Yamagata rồi. Ta thật sự rất sợ hắn sẽ làm hại con. Mặc dù đây là chiến tranh, nhưng vẫn có Foreign Angel. Nhưng đây là Trung Quốc. Xin lỗi con à, ta không phải là có ý đó. Con biết. Ý cha nói con đều biết. Chuyện con thấy mấy ngày nay. Nhưng con muốn dùng hết khả năng để làm gì đó trước khi con hoàn toàn rời khỏi tổ quốc của con. Thuốc cầm máu ta giấu trong giáo đường rồi. Vào lúc này, dược phẩm đáng giá hơn bất kỳ thứ gì. Bỏ đi, bỏ đi. Lát nữa ta đi cùng con. Cảm ơn cha, cha nuôi. Đại Pháo, cậu lát nữa nghĩ cách kéo hắn đi. Anh muốn làm gì vậy? Người đã ở bên trong có thể nhờ cô ấy đưa tin ra ngoài. Chúng ta có thể nhờ cô ấy đưa tin vào trong. Hiểu rồi. Anna, con đi ra cửa đợi ta. Ta làm chút việc rồi ra. Dạ thưa cha. Làm gì vậy? Tìm được cậu rồi. Nhận lầm người rồi. Cậu không phải trứng thối sao? Cậu nợ tôi tiền, đến khi nào mới trả đây? Tôi không quen cậu. Cậu không thể đi. Cậu đi chỗ nào được lo tiền thì đi. Bỏ ra. Mọi người mau đến đây xem. Tên thối này mất mặt quá. Cậu ta mượn tiền tôi không trả. Mượn tiền không trả nè. Cô Anna, cô không cần sợ. Tôi không phải người xấu. Tin nhắn đó có người nhờ cô mang ra ngoài sao? Tôi không hiểu ý của ông. Ông là ai vậy? Vừa nãy có đặc vụ đi theo cô. Bây giờ không sao rồi. Cô ấy nói gì nữa? Không có. Chỉ nhờ tôi đưa tin nhắn này thôi. Cô ấy bây giờ sao rồi? Cô ấy bị người Nhật hành hạ, bị già vết thương. Cô Anna, cô có thể giúp tôi đưa tin vào trong không? Nếu có người tra hỏi cô có thể thành thật nói cảm ơn. Vợ con tôi đều ở nhà đó. Tôi đang cần dùng tiền mà. Thằng nhóc này mày còn không buông ra thì sẽ bắn chết mày đấy. Cậu không phải trứng thối à? Xin lỗi nhé người anh em. Xin lỗi nhé. Đứa con của nhà chú ba bị chứng nhiệt truyền nhiễm, nhưng không xác định được bệnh trạng, đã an toàn đưa đi rồi. Đây là ý gì? Có vẻ như là bức điện báo bình an. Nếu đã báo tin tức bình an, tại sao không trực tiếp viết thư này nhờ người đưa đi, mà dán lên bảng cáo thị? Còn nữa, theo như tôi biết, Anna là cô nhi được giáo đường nhận nuôi. Vậy thì lấy đâu ra chú ba gì đó chứ? Điều đó có thể Anna bị nữ cộng sản kia tẩy não rồi. Cô ta đang giúp bọn họ đưa tin tức. Có cần bắt cô ta lại hỏi một chút không? Dẹp mấy lần ngu ngốc này đi. Cậu có thể moi được gì từ chỗ cô ta sao? Bí mật thật sự cô ta nói cho người lạ như cậu biết à? Lúc Anna đi dán cáo thị đã gặp được ai? Có vẻ như không có. Có vẻ như không có. Đúng rồi, lúc đó có kẻ nhận nhầm người, dây dưa với tôi một lúc, nhưng thời gian chưa đến một phút. Khoảng thời gian đó tôi nhìn không rõ. Tiếp tục mang theo người của cậu, mai phục xung quanh ở bưu chính, xem thử có ai đi xem cáo thị này không. Vâng. Anna phải xử lý sao đây? Đừng manh động. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ cô ta. AB, ăn nhiều một chút. Vết thương của cậu vừa khỏi, cần phải điều dưỡng. Cảm ơn thiếu tá. Sau này đừng nói như vậy nữa. Thiếu gia, mạng của tôi là do anh cứu. AB không có thứ gì để báo đáp anh cả. Chỉ có thể đem mạng của tôi giao cho anh thôi. AB, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Mặc dù ba đời nhà cậu đều làm người ở cho nhà tôi, nhưng tôi sớm xem cậu là em trai rồi. Chăm sóc cậu là trách nhiệm của tôi. Ăn cơm đi. Vâng. Sao vậy? Tôi cần phải tiến hành kiểm tra đồ của hai người. Tại sao chứ? Chúng tôi không phải là phạm nhân của anh. Trước đây nơi này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này đã nhắc nhở tôi không thể không tiến hành kiểm tra người lạ. Tôi có cần phải nhắc nhở cậu là các cậu mời chúng tôi tới không? Ở đất nước chúng tôi, bác sĩ trước nay có thể nhận được trọng đãi rất cao. Huống hồ gì tôi còn là cha xứ nữa. Tôi cũng cần nhắc nhở ông một chút. Hoàng quân đưa cho ông là mệnh lệnh, không phải là thỉnh cầu. Các người không có quyền từ chối. Hơn nữa, tín ngưỡng của chúng ta không giống nhau. Trong lòng dân tộc Yamato chúng tôi, chỉ có Amaterasu mới là chân thần duy nhất thôi. Vậy nhanh chút đi. Bên trong có bệnh nhân đang đợi chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có thể vào trong chưa? Tôi còn muốn soát người hai vị. Soát người? Sao vậy? Sợ cái gì? Cậu, sao cậu có thể soát người con gái chứ? Cậu tiểu giả, tôi hy vọng cậu có thể lấy ra chút phong độ đàn ông. Được thôi. Cô Anna có thể không cần soát người, nhưng ông thì phải chấp nhận kiểm tra. Các cậu đúng là người không có tín ngưỡng. Làm đi. không tìm được gì cả. Dân, tại sao không soát người Anna? Vừa nãy Anna từ chối soát người. Chúng ta là quân nhân của Đại Đế quốc Nhật Bản. Cậu học được cách đối đãi tao nhã với nữ nhân từ lúc nào vậy? Phái người tiếp tục quan sát Anna. Dân, đứa con của nhà chú ba mắc bệnh nặng. Câu này là có ý gì vậy? Cô ấy không hy vọng chúng ta đi cướp ngục. Nói là rất nguy hiểm. Đề nghị chúng ta tìm cơ hội khác. Càng phiền hơn nữa là cô ấy cũng không nói rõ địa điểm giấu thuốc. Vậy chúng ta phải làm sao? Bây giờ vấn đề có rất nhiều. Trong khu đề nghị chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành động. Chúng ta chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến thôi. Ý anh vậy là tối nay vẫn hành động như cũ? Đúng, như cũ. Đúng rồi, chúng tôi đi gặp Anna rồi. Có thể không phức tạp như anh tưởng đâu. Các cậu đi gặp Anna rồi. Lão Châu, đúng, tôi nhờ cô ấy đưa tin vào cho đồng chí ở bên trong, bao gồm thứ mà Lão Dương giấu bên trong. Các anh như vậy chẳng phải là làm càng sao? Anna không phải là người của chúng ta. Anh như vậy sẽ khiến cho tính mạng của ấy gặp nguy hiểm, là trái với kỷ luật đó. Tôi là muốn cứu người, không lo được nhiều như vậy. Cứu người thì anh phải tuân thủ nguyên tắc của tổ chức chứ. Được rồi, anh đừng trách nữa. Bây giờ nói mấy chuyện này thì có ích gì chứ. Chỉ có thể hy vọng cô ấy mọi sự thuận lợi bình an. Cô vẫn ổn chứ? Đau không? Thật sự rất đau. Đám súc sinh này, Thượng Đế sẽ nghiêm trị bọn chúng. Vì sao cô không nói thứ mà bọn chúng muốn biết? Như vậy thì sẽ đỡ bị hành hạ. Tôi đã từng thề phải dùng tính mạng của chính mình bảo vệ lý tưởng và lời thề của tôi. Tôi không thể làm trái với lời thề của tôi. Thượng Đế sẽ phù hộ cho cô. Anna, con ra ngoài với ta một chút. Anna, cha xứ nói đúng đó. Trong này quá nguy hiểm. Cô mau rời khỏi đi. Có một người tìm đến tôi. Anh ta nhờ tôi chuyển 2 câu cho cô. Tất cả sắp xếp như cũ. Dải gạo trong nhà bếp có một phần quà. Tất cả sắp xếp như cũ. Anh ta nói như vậy đấy. Cảm ơn cô. Mặc dù tôi không biết lễ vật đó là gì, nhưng mà tôi tình nguyện giúp cô lấy nó về. Anna, vết thương của cô ấy chắc là không có trở ngại gì lớn. Con về với ta đi. Con sao vậy? Con hôm nay muốn ở lại đây. Chúng ta phải đi rồi. Chúng ta ngày mai phải rời khỏi Trung Quốc. Con biết. Nhưng mà cô ấy cần con. Người Nhật Bản ở đây căn bản là một đám ác quỷ không có nhân tính. Con ở đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô ấy lúc này cần có sự giúp đỡ của con. Con không thể bỏ mặc bệnh nhân của con như vậy. Ta cũng đồng tình với cô ấy. Nhưng chúng ta đã sắp rời khỏi Trung Quốc rồi. Chuyện này chúng ta sớm đã nói xong. Con biết con đang làm gì. Con chỉ là muốn ở cùng với cô ấy. Có thể cô ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ta không muốn con từ bỏ sự thiện lương của con. Nhưng sự thiện lương của con có lúc sẽ mang đến đau khổ càng lớn hơn cho chính con. Nhưng suy cho cùng con vẫn là một người Trung Quốc. Con bất lực chống lại bọn xâm lược, chà đạp đồng bào chúng con. Nhưng con có thể giúp những người chống lại bọn xâm lược. Vì con làm có thể chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy được. Ở trong phạm vi tôi kiểm soát, tất cả sự phản kháng đều là vô ích. Chỉ